Hứa Thấm bất ngờ ngất xỉu khi phát hiện mình đã mang thai. Tống Diễm lập tức nhớ tới đêm đó. Gần đây Hứa Thấm làm việc vô cùng bận rộn, thường xuyên tăng ca phẫu thuật, cơ thể vì vậy không thể chịu đựng được, thường cảm thấy đau bụng dưới. Lúc đầu cô không quan tâm cho đến khi cô ngất xỉu trong văn phòng. May mắn thay, nó đã được phát hiện nhanh chóng bởi các đồng nghiệp của cô tại bệnh viện. Trải qua một loạt xét nghiệm phát hiện Hứa Thấm đang mang thai. Sau khi tỉnh dậy, cô đã rất ngạc nhiên và vui mừng khi biết tin. Đứa nhỏ này không cần đoán cũng biết là của Tống Diễm. Nàng từng vụng trộm thề cả đời này sẽ chỉ gả cho Tống Diễm. Bây giờ có con, hai người ràng buộc càng sâu hơn. Sau khi xuất viện, cô liên lạc với bạn trai để hỏi anh ta khi nào có thể nghỉ phép. Đến lúc đó nàng lại đem tin tốt mang thai nói cho Tống Diễm. Hai người trước đó tuy rằng vẫn luôn lôi kéo nhưng không có tái hợp. Bà Hứa cũng nhiều lần cảnh cáo con gái không nên làm chuyện ngu ngốc. Hứa Thấm căn bản không để những lời này vào lòng. Ngày Hứa Thấm đến trạm cứu hỏa để dạy cho các thành viên trong đội, hai người hoàn toàn mở lòng nói rõ ràng. Vào lúc này, sự hiểu lầm 10 năm trước cũng tan thành mây khói. Kết quả cuối cùng chính là sau nhiều năm hai người rốt cục tái hợp. Tống Diễm trở lại bên cạnh Hứa Thấm càng cố gắng hơn. Hắn muốn nhanh chóng dốc sức cho sự nghiệp của mình để cầu hôn Hứa Thấm. Tống Diễm đang nghỉ phép vội vàng ra ngoài tìm Hứa Thấm gặp mặt. Nhiều ngày không gặp bạn gái, anh nhớ đến sắp phát bệnh. Ai ngờ câu đầu tiên gặp mặt lại khiến hắn sững sờ tại chỗ. Chỉ nghe thấy Hứa Thấm há mồm nói mình mang thai, anh ngay lập tức nhớ lại đêm tái hợp. Hai người nói về quá khứ và tương lai, nhất thời bầu không khí mập mờ. Cuối cùng ngủ cùng giường ăn ý giống như một cặp vợ chồng nhiều năm. Hứa Thấm nhìn thấy anh sững sờ vội vàng hỏi có phải không vui hay không. Bởi vì hai người vẫn chưa nhận được sự đồng ý của cha mẹ, hiện tại cho dù là mang thai cũng không có cách nào kết hôn. Nghĩ đến Hứa Thấm lúc này trong lòng có chút khổ tâm. Tống Diễm an ủi nàng cũng không có tức giận mà là đang suy nghĩ mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể để cho Hứa gia tiếp nhận mình. Anh xuất thân thường không có công việc và gia đình ổn định, như vậy hắn không được mẹ Hứa tiếp nhận là chuyện bình thường. Anh đã bị từ chối bởi một lý do như vậy nhiều năm trước đây. Con đường phía trước của hai người phải đối mặt với tất cả các loại chông gai, nhưng Hứa Thấm ngược lại cổ vũ hắn nói mình không sợ hãi, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tống Diễm cái gì cũng chấp nhận đánh đổi. Nếu mẹ Hứa kiên quyết không đồng ý, cô sẽ rời khỏi nhà. Nghe bạn gái nói, anh cảm động đến rơi nước mắt.